Vâng, xin mời tất cả các chị hãy cùng Dolly để chúc mừng sinh nhật cho bé Sumi được không ạ? Nào, đi đâu? Mình êm đềm quá vậy. Đứng đi đi ạ.
xin chào những người đẹp của em ạ, mình cùng đang đi được không ạ? Ready go. Quẩy ra là ngắn chị ơi. Vậy sao thế hôm nay người anh em đã lìa xa nhân thế.
Vâng. Tấn ơi, bữa nay chương trình cha nội bà vui quá, xin mời tất cả con cái lên đây chụp cho ba một bôi hình để làm kỷ niệm cho này coi. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu.